Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin hoạt động lễ hội trên kênh YouTube Lễ hội Cà phê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk. Bản tin số 1 ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn rất nhiều những thông tin mới nhất về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên năm 2017. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cà phê chính là đặc sản của Đắk Lắk và lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 được tổ chức vào đầu năm 2017 sẽ là một hành trình để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về mảnh đất cao nguyên xinh đẹp này. Trên cao nguyên hùng vĩ này, một tặng phẩm tinh hoa của đất trời hòa quyện với sức lao động sáng tạo của đồng bào các dân tộc anh em đã làm rạng danh một mặt hàng nông sản nổi tiếng của Việt Nam trên toàn thế giới, cà phê Buôn Ma Thuột. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 được tổ chức song hành cùng Liên hoan Văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên và Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 3 năm 2017 tại thành phố Buôn Ma Thuột xinh đẹp của tỉnh Đắk Lắk. Đây không chỉ là điểm hẹn vui chơi giải trí lý tưởng của du khách yêu thích cà phê và tìm hiểu bản sắc văn hóa Cổng Chiêng, mà còn là cơ hội giao thương, hợp tác kinh doanh tuyệt vời cho các nhà đầu tư về cà phê và các ngành liên quan. Có một điều rất đặc biệt của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 đó chính là lần đầu tiên ban tổ chức lựa chọn một gương mặt hoàn toàn mới để làm đại sứ truyền thông cho lễ hội, đó chính là cô gái trẻ Phùng Bảo Ngọc Vân. Phùng Bảo Ngọc Vân bén duyên với Đắk Lắk Tây Nguyên từ chương trình Người đẹp nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Ngọc Vân đã được trao danh hiệu Người đẹp truyền thông và vào top 10 người đẹp nhất của cuộc thi này. Thực hiện dự án mang nước sạch về buôn làng, Ngọc Vân đã đến với người dân vùng sâu xã Dukaman, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, hiểu và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu của bà con Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Trong thời gian dự thi Hoa hậu, Ngọc Vân được mệnh danh là thí sinh có bảng thành tích học tập khủng, vì khi còn học lớp 12, Vân từng xuất sắc giành huy chương vàng và 3 giải thưởng phụ của triển lãm quốc tế về sáng tạo và phát minh kỹ thuật 2015 tại Malaysia với phần mềm cải thiện hiệu suất của pin năng lượng mặt trời dưới điều kiện bị che khuất. Cô là sinh viên được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương. Chuyến đi đến Đắk Lắk không chỉ là một sự chia sẻ nhân ái nhất thời, mà đã khơi lên trong cô sinh viên trẻ say mê nghiên cứu khoa học, ước mơ thành lập một tập đoàn xuất khẩu nông sản dựa trên nền tảng là những ứng dụng khoa học của mình và các nhà khoa học trẻ. Cô mong muốn trong tương lai mình sẽ có cơ hội áp dụng mô hình tưới tiêu tự động, lấy nước từ giếng khoan, sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, hướng đến cuộc sống xanh, sạch và hiện đại cho bà con nông dân ở Đắk Lắk. Cô gái 19 tuổi xinh đẹp, thông minh và có tấm lòng nhân ái này rất xứng đáng được ban tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và liên quan Cổng Chiêng Tây Nguyên năm 2017 chọn làm đại sứ truyền thông cho lễ hội, nơi tôn vinh những sản phẩm cà phê độc đáo và bản sắc văn hóa cồng chiêng của người nông dân nơi núi rừng Tây Nguyên. Đây cũng chính là cơ hội để Ngọc Vân tiếp tục ước mơ và gắn bó, hoàn thành, ứng dụng tiếp sản phẩm khoa học của mình để giúp đỡ người dân Đắk Lắk. Để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về nhân vật được lựa chọn làm đại sứ truyền thông của lễ hội, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng với Phùng Bảo Ngọc Vân. Sau đây xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đại sứ. Kiều Linh xin được chào đón toàn thể quý vị các bạn đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, hiện tại thì việc chuẩn bị cho lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 đang được diễn ra và một nhân vật không thể thiếu để cho lễ hội trở nên thành công hơn đó chính là gương mặt đại sứ truyền thông. Và chắc hẳn là rất nhiều quý vị cũng đang tò mò không biết rằng đại sứ truyền thông lần này sẽ là ai, đúng không ạ? Đây là một cô gái thông minh, xinh đẹp, có tấm lòng nhân ái và đặc biệt là người đẹp truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016, đó chính là cô gái Phùng Bảo Ngọc Vân. Người rất xứng đáng được ban tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 chọn làm gương mặt đại sứ truyền thông, nơi tôn vinh lên những sản phẩm cà phê độc đáo của người nông dân Tây Nguyên. Xin chào Vân, rất vui được gặp Vân trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị Kiều Linh và xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Vân thân mến, lần đầu tiên Vân đến với Đắk Lắk đó là qua dự án nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Vậy thì Vân có những cái cảm nhận như thế nào về bà con vùng sâu Đắk Lắk? Trong dự án nhân ái của cuộc thi hậu Việt Nam 2016, Vân đã được đến với xã Dukaman, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Và tại nơi đây, Vân đã có cơ hội được ba cùng với bà con, đó chính là ăn cùng, ở cùng và làm cùng. Qua đó, Vân cảm nhận sâu sắc và rõ rệt những khó khăn thiếu thốn mà người dân nơi đây phải trải qua mỗi ngày, đặc biệt là sự thiếu thốn về nước sạch sử dụng trong sinh hoạt.
Có lẽ là chính vì những lý do này mà sau cuộc thi thì Vân đã trở lại Đắk Lắk để làm từ thiện đúng không ạ? Vậy thì Vân có suy nghĩ như thế nào khi muốn gắn bó và ứng dụng sản phẩm khoa học của mình để giúp đỡ bà con vùng sâu Đắk Lắk? Khi kết thúc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, bản thân Vân luôn đau đáu về những khó khăn cực khổ mà người dân nơi đây phải trải qua mỗi ngày. Chính vì vậy, Vân đã quay trở lại Đắk Lắk với một dự án từ thiện mang tên Kết nối yêu thương, nâng bước đến trường, kêu gọi các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay đóng góp cho quỹ. Và ngoài ra, Vân còn sử dụng toàn bộ số tiền trong giải thưởng người đẹp truyền thông của mình cho dự án từ thiện lần này. Chương trình đã giúp xây dựng một căn nhà nhân ái cho bà Hờ Nhi Eban, chính là căn nhà mà Vân đã trú ngụ thời gian thực hiện dự án nhân ái của mình tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Ngoài ra thì còn trao tặng được những chiếc xe đạp, bàn học, giá sách, vở ghi và bút viết cho trẻ em khó khăn tại nơi đây. Không chỉ là dự án từ thiện lần này mà bản thân Vân còn mong muốn là mình có thể đóng góp và giúp đỡ bà con nơi đây nhiều hơn với những sản phẩm khoa học thực tiễn của mình. Quả là những dự án từ thiện rất là tuyệt vời. Và Linh cũng rất mong rằng là trong tương lai gần thôi, nếu mà có cơ hội thì Linh cũng sẽ được tham gia góp phần chung tay với Vân để thực hiện những dự án từ thiện đấy. Và Linh được biết là sắp tới thì Vân đã được ban tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 chọn làm gương mặt đại sứ truyền thông. Vậy thì Vân có những cái suy nghĩ và cảm nhận như thế nào trên cương vị mới này? Vân nghĩ rằng là được đến với Đắk Lắk là một cái duyên, và đặc biệt là sau những cái dự án từ thiện của mình tại Đắk Lắk thì Vân đã nhận được tình yêu thương cũng như là sự tin tưởng của bà con và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk giao cho Vân vai trò là đại sứ của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2017. Vân thực sự cảm thấy rất là vui mừng và vinh dự với danh hiệu này, và Vân sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt vai trò của mình, góp phần cho sự thành công của lễ hội. Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Vân và chúc Vân sẽ thành công trên con đường mình đã chọn, và nhất là hoàn thành thật tốt vai trò đại sứ truyền thông của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017. Cảm ơn chị Kiều Linh, và qua đây Vân cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2017. Vân sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt vai trò đại sứ của mình trong chương trình lễ hội lần này, và xin chúc cho lễ hội sẽ thành công tốt đẹp. Những chia sẻ của đại sứ truyền thông Phùng Bảo Ngọc Vân cũng đã khép lại bản tin lễ hội cà phê số đầu tiên của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình. Trên cao nguyên hùng chỉ này, một tặng phẩm tinh hoa của đất trời hòa quyện với sức lao động sáng tạo của đồng bào các dân tộc anh em đã làm rạng danh một mặt hàng nông sản.